Mình cứ lấy tay bóp qua Bóp đi ấm là, ấy nhỉ. vâng, là nó sẽ dần dần là nó sẽ hết. Chị là phụ huynh chăm nhất đấy. Các chị với lại các cô đưa đi chỉ có vứt thả đây xong rồi đến giờ đón. Chị hôm nào chị cũng ngồi đợi. Hôm hôm đầu tiên là chị có quay lại đúng không? Hôm đầu tiên là nhiều. Nhưng mà hôm đấy hơn 2 tiếng rồi mà. Vâng. Chúng cho con chơi đâu ấy. Xong. Ở đây đã nấu được bữa cơm rồi chưa?
xuyên luôn chị. Quen đó thì bao nhiêu năm chẳng nhớ, bây giờ về thì chẳng nhớ. Em để vứt bếp trên tầng 3 ấy. Nóng này ấy. Mà em lên em dọn bát vào mà em đã cảm thấy là không thể nấu ăn được rồi. Mẹ chồng em mỗi lần lên đây toàn nấu sẵn, xách lên đây. Em còn chưa mua được cái tủ lạnh chị ạ. Thế nên là mấy hôm nay còn chả có chỗ mà để đồ. Tủ lạnh thế trước ở kia không có tủ lạnh à? Cái tủ lạnh tí tí em mang về nhà rồi. Em bảo mua cái tủ lạnh to hơn nhưng mà hôm nọ em đặt thì nó đang hết. Đang đợi xem mà nó mấy nữa nó có hàng thì lấy. Em muốn mua cái to to cho nó tiện. Mấy cái bé quá lại chẳng định được cái gì. Mà tại cái ông thiết kế cái bếp để cái chỗ để tủ lạnh to quá. Bây giờ mua cái tủ lạnh bé bé nhét vào đấy thì nhìn nó lại sai sai. Xe này cũng toàn thiết kế tủ bếp, tủ bếp gì? Vâng. Đầy đủ hết. Vâng, đầy đủ hết. Em cũng lắp bếp, lắp hút mùi các kiểu rồi. Nhưng mà thank you.
Thank you.